khi cuộc sống gặp khó khăn thì chính những bộ phim là nguồn động lực giúp chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn. Xuyên suốt bộ phim Spider-Man Far From Home là rất nhiều câu thoại đầy ý nghĩa trên con đường xây dựng bản thân của Peter Parker. Cùng đến với 14 câu thoại cảm động trong Far From Home. Một, cậu để ý tớ chỉ vì tớ là Spider-Man à? Hai, tôi từng là người biết tất cả mọi thứ. 5 năm sau quay lại, tôi trở thành người chẳng biết gì cả. Không tình báo, không đồng đội và một cậu nhóc trung học từ chối cuộc gọi của tôi. Ba, cậu phải quyết định rằng mình sẽ bước tiếp hay không. Stark chọn cậu, anh ta biến cậu thành một Avenger. Và tôi cần điều đó, thế giới cần điều đó. 4. Ngày nay, cho dù bạn có là kẻ thông minh nhất, xứng đáng nhất, nhưng cũng không ai quan tâm. Nếu như bạn không bay với một chiếc áo choàng hay bắn laser từ tay, thì không ai thèm nghe bạn. 4. Cậu không thể tin mọi thứ có trên Internet được. 5. Ta tạo ra Mysterio để thế giới có một thứ để tin tưởng. Ta điều khiển sự thật. Mysterio là sự thật. Bảy, thật dễ để lừa dối mọi người khi họ đang tự lừa dối chính bản thân mình. Tám, cháu không phải Iron Man. Cháu không bao giờ là Iron Man. 9. Happy Hogan. Tony luôn xem xét lại mọi thứ anh ta làm. Một điều duy nhất anh ý không xét lại, đó là việc chọn cháu. 10. Họ thấy thứ mà ta muốn cho họ thấy. 11. Tớ đăng những đoạn video ngu ngốc lên mạng để khiến mọi người thích mình. 12. Tớ ám ảnh với việc nói ra sự thật cho dù điều đó làm tổn thương mọi người. 13. Nghe này Peter, rồi cậu sẽ thấy mọi người cần một thứ để tin tưởng, họ tin vào tất cả mọi thứ. 14. Tớ không có nhiều may mắn được gần gũi với người khác, nên tớ đã nói dối. 15. Bạn thích câu nói nào trong bộ phim? Cùng chia sẻ với chúng tôi nhé! Love phim, chúc bạn hạnh phúc!